là cơ sở sản xuất thạch cao. Mình hoạt động này được 3 năm rồi. Chúng thạch cao của mình thì làm nó sẽ đỡ ô nhiễm hơn một phần môi trường. Với một phần nữa là mình làm là sơn, độ sơn là nó bóng, nó sẽ bóng, nó sáng hơn đất rất nhiều. Hôm nay năm đặc biệt là năm Sửu là trâu, người ta nói con trâu đầu cơ nghiệp mà. Nên là khách hàng nó rất thích con trâu nhiều hơn. Nó chuộng hơn là những cái năm khác, con khác.